3, 2, 1, go. Chào mọi người, mình là Dito. Và mình là Leo. Bọn mình đang ở Vương Triều Nhà Mạc. Và hôm nay bọn mình sẽ biểu diễn bài số 20 trong bộ phần E. Bây giờ mình sẽ để anh Leo làm chút. Ok, đầu tiên là mình có một cái team và một cái chai plan. Đầu tiên bạn ném cái team trước. Và đồng thời chai cũng ném sang bên này. Thì làm lại. Ok, mình và Lito sẽ làm tiếp. Cái bài này nó sự cần sự dẻo dai và uyển chuyển. Bây giờ mình sẽ làm. Rất dẻo dai. Ui giời. Tập từng phần một. Mình ném đầu tiên phần ném chai chứ. Cố gắng là ngày xong mọi người sẽ làm được. Ném tin. Tin. Xong mà mình kết hợp hai cái. Chai, tin. Đó. Thế là kết thúc bài 20 của Mia. Bộ trong bộ Flair Bartending. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại.